rất rất là nhiều bệnh nhân ung thư đứng xếp hàng để đợi những cái phần cơm từ các nhà hảo tâm để tiết kiệm những cái chi phí trong lúc điều trị tại bệnh viện ung bướu. GoFood mong sao là cô chú anh chị, bà con của mình mau sớm hết bệnh để trở về nhà, và cũng như là chuẩn bị cho cái dịp Tết năm 2024 này. Một lần nữa chúc sức khỏe đến cho bà con. Theo như mình quan sát thấy đó thì số lượng bà con ngày hôm nay đến khám và điều trị tại bệnh viện ung bướu khá là đông. Hiện tại là bây giờ là gần 17 giờ chiều, số lượng bà con vẫn chưa khám được cũng như là chưa về được còn khá là nhiều. Có thể là do lịch hẹn của bác sĩ cũng như là sau khi mà bà con làm xong cái giấy chuyển tuyến ở cuối tháng 12. Video ngày hôm nay muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị về cái trường hợp của chú Tân mắc căn bệnh ung thư và hiện tại là đang điều trị tại bệnh viện ung bướu. Chú Tân được bác sĩ chuyển xuống khoa chăm sóc giảm nhẹ vì tình hình sức khỏe rất là yếu cũng như là hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện tại là con gái của chú Tân đang chăm sóc cho chú. Mình sẽ gặp trực tiếp chú Tân cũng như là con gái của chú để biết thêm về cái hoàn cảnh này. Xin mời cô chú anh chị theo dõi video để biết hoàn cảnh của chú Tân. Thưa với mọi người, mình đang ở trong cái khu chăm sóc giảm nhẹ, trong phòng 102 nơi mà chú Tân đang điều trị tại đây. Dạ con chào chú Tân. Dạ con tên là Sinh. Dạ có một cái kênh YouTube mà làm bên công tác thiện nguyện, con chỉ là cầu nói thôi. Dạ. Đáng lẽ ra đó là con sẽ trò chuyện cùng với lại hai người con gái của chú ở dưới khuôn viên. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì chắc cũng không có nên. Thưa với lại cô chú anh chị thì tổng cộng là chú Tân có 4 người con, chú Tân? Dạ em có 5 người con. 5 người Tân, người con chú Tân. Trong đó là có 4 người là đi tu. Không, hai người lớn đi tu. Còn hai người thứ ba và thứ tư đi học. Dạ. Là hai người lớn là đang chăm sóc cho chú ở đây. Dạ. Và đã đi tu. Thì con cũng xin phép là, và cũng thưa với cô chú anh chị là chắc là không ghi hình được với hai người con của chú Tân. Tại vì hai sơ thì cũng đã đi tu và nhiều khi là có những cái nó sẽ liên quan tới bên hội dòng. Nên là thôi thì để hai chú cháu nói chuyện trong ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Mọi người thông cảm cho GoFood nha. Dạ. Dạ chú Tân, chú Tân cho con với mọi người biết là hiện tại là cái bệnh của chú đó là bệnh gì và đã điều trị tại bệnh viện ung bướu này là bao lâu rồi chú? Dạ. Bệnh của chú thì giờ nay cũng 8 tháng rồi. Chú đã mổ hạch tuyến mang tai. Dạ. Đã mổ và xạ trị hôm nay là được 8 tháng, bây giờ tái khám thì lại có vấn đề ở bao tử. Mà không biết lành hay là giờ được bao tử tiếp. Bao tử mình là phát hiện khối u hả chú? Dạ, có khối u ở bao tử tiếp. Cái này là có khả năng là bị di căn. Cái đó thì bây giờ bệnh viện người ta chưa cho hiểu. Chưa cho biết rõ. Dạ. Dạ. Chú là không phải là sống ở trong Sài Gòn? Không, em ở ngoài Nghệ An. Dạ. Là có Hà Tĩnh á. Có điều trị ở ngoài đó không chú? Không, vào đây mổ và xạ trị ở trong này thôi. Chứ đi kiểm tra từ ngoài đó vào đây thì vào đây mới là nhập viện mới đi đồ điều trị mổ ở đây. Yeah. Hiện tại là chú đã vô trong đây bao nhiêu ngày và đã vô trong khu chăm sóc giảm nhẹ này là bao nhiêu ngày rồi chú? Khu chăm sóc giảm nhẹ thì vừa mới vào được mấy hôm đây thôi. Yeah. Còn khoảng đâu hai tuần trở lại. Còn mộ về xạ trị thì ở bệnh viện ung bướu 1 rồi là chuyển sang ung bướu 2 để
khoa bên khoa xạ trị Chú Tân, với lại còn ví dụ như chú cháu mình nói chuyện với nhau mà chú cảm thấy chú mệt thì chú nói với con, chú nói là Sinh ơi chú mệt, chú cần nghỉ ngơi hoặc là chú cần nằm xuống để mà nói chuyện hay là bất cứ gì nha, chú đừng có ngại về vấn đề nha. Cứ coi con như con cháu trong nhà. Nói chung thì hiện tại thì chú nói chuyện nhiều thì cũng cũng mệt, bởi vì thấy phải dùng cả oxy nữa, thấy mệt lắm. Thấy dùng oxy bên này, còn bên này thì nâng đồng còn truyền mấy cái nước đồ giảm, nhưng giảm nhẹ. Nói thì nói ở đây thì cũng hơi mệt anh. Có gì thì cần thiết có hai ông cần quan trọng. Đó. Mới nói chuyện chút xíu là thấy đã mệt rồi, thấy không? Bởi con nói là cứ mệt thì nghỉ ngơi, không có gì hết. Cái vùng ở bụng của chú là chưa có xét nghiệm, chưa biết là cái khối u như thế nào trong đó hoặc là có vấn đề gì trong đó. Chắc cháu nó giấu chú. Nó cứ hỏi Kim Ngân vào, nó nói thật đứa con lớn của em. Nó còn phần này thì em mổ rồi, mổ u tuyến mang tai và cắt tuyến nước bọt rồi, xạ trị đúng 7 8 tháng rồi. Anh cần hỏi Kim Ngân nói thật thì nó nói thật cho Dạ, anh. dạ. Ngân này. Không, không, không cần đâu chú. Để con nãy con có trao đổi với các sơ rồi. Kính thưa cô chú anh chị, sẽ có những cái trường hợp mình làm cầu nối, nó sẽ được trọn vẹn cái câu chuyện và cũng như là gặp các nhân vật ở cái câu chuyện đó, những cái hoàn cảnh đó, nhưng mà sẽ có những lúc mình cũng phải xem xét về gia đình của các hoàn cảnh và cũng như là làm cách nào để cho cô chú anh chị hiểu rõ về bệnh tình cũng như là về cái hướng giúp đỡ đó. Nhưng mà đối với cái trường hợp của chú Tân đây đó, thực sự là nó có những cái nó khó nói và cũng như là nó nhạy cảm về cái vấn đề là hai con của chú Tân, đó là hai sơ đang tu tập và cũng như là nó sẽ có ảnh hưởng nhiều về việc tu tập của các sơ, nên là mình không có thể nào gặp và ghi hình để cho biết thêm mọi người biết câu chuyện, thì mình sẽ hỏi các sơ và mình sẽ trả lời lại lý cô chú anh chị về cái hướng điều trị sắp tới cho chú Tân và những cái khoản tiền và những cái khó khăn của gia đình như thế nào. Mình vừa nói chuyện với lại hai sơ thì hai sơ có trình bày như thế này: vợ chồng của chú Tân là có 5 người con gái, hai sơ là 2 người con đầu, có 2 người em tiếp theo đó là đang học ở bên Hàn Quốc, và một em út nữa là học lớp 9 là đang ở ngoài quê, ở ngoài Vinh. Về cái cuộc sống của gia đình đó là khi mà hay tin hai con thi đậu và đi du học ở bên Hàn Quốc thì cô chú Tân này có vay mượn cái khoản tiền khá là lớn để mà lo cho hai con. Và hiện tại là hai em đó thì cũng tự làm tự học ở bên Hàn Quốc. Tầm ngày 26, 27 Tây thì hai em đó là sẽ bay về để mà thăm ba. Thưa với lại cô chú anh chị, sau khi mà biết tin chú Tân bị bệnh đó, thì cô mắc căn bệnh trầm cảm và hiện tại là đang điều trị tại quận 12. Tình hình về những cái khoản tiền thì mình cũng có hỏi hai sơ, thì hai sơ có nói là ở cái thời gian những tháng trước đó thì cũng có được người này người kia hỗ trợ về những khoản tiền để mà điều trị cho chú.
cái khoản tiền đó thì cũng khá là cao, và đã điều trị xong cái phần đó, và gần đây thì chú bị tái lại và cũng như theo mình thấy là bị di căn đó, và đã nhập viện trở lại. Về những khoản tiền thì bệnh viện họ yêu cầu đóng liên tục, ví dụ như là 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu tùy theo về cái phần thuốc vô cho chú và lúc chú nhập viện, nên là hơi khó khăn về cái vấn đề này. Và Hai Sơ đã liên hệ với lại GoFood và mong sao cô chú anh chị gần xa có thể là giúp đỡ cho chú Tân để có những cái khoản tiền. Tại vì mọi người cũng biết là bây giờ tình hình của chú là chỉ là theo dõi thôi, chứ thật ra mà để nói về điều trị đó thì nó cũng không có khả quan, tại vì xuống cái khu chăm sóc nhỏ nhẹ rồi. Mình sẽ vô trong phòng để mà tiếp tục trò chuyện với lại chú Tân sau khi mà chú nghỉ mệt xong. Thưa với lại mọi người, nếu mà cô chú anh chị muốn thăm trực tiếp chú Tân hoặc là gặp trực tiếp với lại Hai Sơ đó, thì mình sẽ gửi cái số điện thoại để cho cô chú anh chị có thể gặp trực tiếp và biết thêm cái câu chuyện về cái hoàn cảnh của chú Tân. Nếu mà tiếp xúc trực tiếp và cũng như là có thể trò chuyện lâu dài thì mình có thể là mình cảm nhận được về trường hợp này. Thôi bây giờ mình sẽ vô trong phòng để mà gặp lại chú Tân nha mọi người. Cái hũ mà chú đang cầm đó là mình mua hay là ở bệnh viện họ đưa cho sao? Thưa với cô chú anh chị đó, thì khoảng thời gian không có dài đó, là khoảng chừng ít hôm hoặc là một ngày hai ngày là chú Tân chú bị tụt đường, nên là chú phải dùng những cái thực phẩm mà để mà có đường trong người để mà chú đỡ mệt đó. Con không có nghĩ là cái này là con khi mà con gặp chú, con không có nghĩ là chú làm công việc đó là chạy xe thồ đâu, chạy xe kéo đâu. Mà con con cũng không có tìm hiểu nhiều về công việc của chú hoặc là gia đình của mình. Thì con chỉ muốn biết thêm về cái bệnh tình của chú và cái hướng điều trị hoặc là những cái khó khăn thôi. Nhưng mà khi mà hôm nay con nghe được Hai Sơ nói về cái gia đình mình đó, thực sự là con rất là cảm phục chú về vị trí người cha lo cho các con của mình. Thưa với mọi người, chú công việc của chú là chú chạy xe kéo, xe thồ đó. Một chú quán xuyến lo cho gia đình. Đó. Nhiều khi là ban đêm ban hôm là có người kêu đi chở này chở kia hoặc là khuân vác nữa đó, chú cũng đi. Rồi khi mà bệnh tình của chú, cái tình hình sức khỏe của cô thì cũng không có được tốt. Như vậy, với lại một cái điều nữa là về cái việc học của hai em ở bên Hàn Quốc đó chú. Dạ, tuy là mình chưa đủ điều kiện nhưng mà chú bằng mọi cách để, hoặc là tất cả để mà chú lo cho hai người con của chú để ăn học tới nơi tới chốn. Và hiện tại là hai bạn đã qua được bên Hàn Quốc để mà học, còn vài năm nữa thôi thì sẽ có được cái bằng, và cũng như là có được cái công việc, có được cái kinh tế nó tốt về cái việc học. Nè, con cảm phục chú về cái điều đó. Chú Tân ơi, dạ, thì con xin phép là con nói ít phút nữa rồi con cũng về. Dạ, để cho chú nghỉ ngơi. Hiện tại là sức khỏe của chú Tân thì cũng chưa có được tốt, thưa cô chú anh chị. Chú cần phải nghỉ ngơi. Dạ, hôm nay con xin phép là con vô trong đây để con thăm chú. Rồi cái thứ hai nữa là con cũng có thuật lại với lại Hai Sơ là cho phép con chia sẻ về cái trường hợp của chú ở trên kênh của con.
Dạ. Cái thứ ba nữa thì con được biết thì khi mà mình chuyển qua bên đây đó thì sẽ có những cái khoản đóng tiền tạm ứng đó. Dạ. Ở trên kênh của con Mạnh Thường Quân họ có gửi những cái khoản tiền trước. Đối với cái kênh của con đó thì làm như có duyên với lại những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh ở bệnh viện ung bú. Và Mạnh Thường Quân thì cũng có dặn là khi mà gặp người có duyên đó thì thay mặt họ để mà gửi đến một cái món quà nho nhỏ. Thì con xin phép là con gửi tặng chú Tân chút quà nho nhỏ, coi như là cái tấm lòng từ cô chú anh chị trong và ngoài nước gửi đến cho chú. Và nếu mà có dịp lần thứ hai thì sẽ gặp lại chú Tân sau. Dạ. Con xin phép là con gửi tặng cho chú 5 triệu đồng. Dạ. Con gửi cho chú. Dạ, xin đại diện với gia đình cảm ơn anh quan tâm đến bố con, anh chị em. Và xin cảm ơn anh. Giờ chắc có lẽ đầu tiên anh biết anh cũng chưa biết tên. Dạ, con tên Sinh. Dạ, hai con bắt tay chú cái. Chú mời gia đình, anh chị, mọi người cảm ơn. Dạ. Anh xin nhiều. Là con chúc chú có được sức khỏe, mau hết bệnh về nhà nha chú. Dạ. Con thay mặt cho chị Đỗ Thị Diệu Hòa ở Đà Lạt gửi tặng chú Tân 1 triệu. Thứ hai là cô Vi Trần ở Mỹ 1 triệu. Thứ ba là nhóm cô Trâm ở quận 10 1 triệu. Thứ tư là anh Đắc Linh ở Arizona ở Mỹ 1 triệu. Và cuối cùng là chị Trang Nguyễn ở Mỹ 1 triệu. Dạ. Cảm ơn các bạn và gia đình vợ chồng. Dạ. Dạ, không có gì đâu chú. Dạ. Trước khi mà con tạm biệt chú thì con cũng nói thêm một điều. Hồi nãy con cũng nói là chú là một người cha rất là tuyệt vời. Dạ. Thôi thì con xin phép mà con về. Rồi dịp khác con sẽ gặp lại chú Tân sau nha. Dạ. Dạ. Thôi về luôn mấy sơ rồi. Dạ. Dạ, về luôn mấy sơ. Vừa thăm chú Tân xong đó thì sẵn tiện đây mình lên trên lầu 2 để mình thăm cháu Hờ Ni, xem tình hình sức khỏe của cháu như thế nào. Rồi trong cái dịp Tết này đó thì có được về hay không ha. Cũng lâu lắm rồi không có thăm cháu Hờ Ni ha mọi người. Ê, chào Hờ Ni nha, với lại Hờ Ra nha. Anh đi qua bên phòng chăm sóc giảm nhẹ đó. Dạ. Anh thăm một bệnh nhân bên đó rồi sẵn rồi chạy qua đây để coi tình hình của Hờ Ly như thế nào. Với lại hỏi là có kịp về trong cái đợt cuối năm này không? Bữa em về, hôm bữa bác sĩ cho về em về, không có gọi cho ai đó. Em về làm giấy truyền tuyến rồi, em về được một tuần làm giấy truyền tuyến đó. Ừ. Dạ. Hình như là mình nằm đây là cũng trên 3 tháng rồi đúng không? Dạ. Ừ. Sắp tới đây là có cái hướng điều trị hay là có cái phương pháp điều trị mới gì không? Chứ anh thấy là nằm suốt rồi nè mà không có đi đứng được thoải mái rồi sức khỏe nó cũng như vậy đó. Em có hỏi bác sĩ được không? Em không có hỏi. Rồi em biết cái phương pháp đang điều trị cho em gái em không? Em cũng không biết cái nào bác sĩ cho vô nước, vô thuốc hết không? Em chỉ biết thế. Là cứ ngày nào cũng vô thuốc, vô nước vậy thôi à? Vô nước, có 2 lần vô thuốc thôi. Bữa lúc đầu em đi vô lần đầu tiên nó vô 1 lần xong rồi em bác sĩ ở đây gần 2 tháng rồi bác sĩ cho về làm giấy truyền tuyến đó xong rồi đi lên đây nữa là vô thuốc 2 chai màu đỏ. Dạ. Tới giờ nhưng mà không có vô máu nữa đúng không? Có không, vô máu. Có, vẫn truyền máu bình thường. Dạ.
Rồi hôm nay là làm cái gì đâu mà nãy em mới nói là mệt cái gì đâu. Tháo lại cái bụng tem hư. Cái bụng tem bị nhiễm. Tháo cái dây luồng đó đó hả? Ở trong cái bụng tem nó có cái ống gì đó, xong rồi cái bị nhiễm trùng gì đó, xong rồi đi tháo lại hư rồi, bác sĩ nói vậy. Tháo nó lâu không? Khoảng mấy tiếng không? Từ 11 chắc cũng 1 tiếng thôi, em đợi ở ngoài chỗ đó. À. Giờ chuyên cái nước ở chỗ tai nữa, không có vô đây. Để đặt cái ống lâu quá bị nhiễm trùng, rồi giờ phải thay cái ống mới. Thay hay là chỉ tháo ra thôi? Tháo. Hoa hậu của lòng con. Xin chào. Mới vô tới các thầy nè. Gặp cô Phụng nằm kế bên luôn. Còn trai nữa không? Còn trai nữa không? Hết rồi, hết quá. Xin chào. Đây nè, cái này là cái thức ăn dinh dưỡng nè. Nhưng mà nay hồng hào ha. Dạ, hồng hào. Mới hôm qua mệt đi tháo là cái bụng tim đau con. Tối hôm không có ngủ được đâu. Thì cái buồng tim này bữa cô nghe nói là nhiễm trùng mà. Nhiễm trùng thì bắt buộc mình phải tháo ra. Rồi khi nào mà nó lành lại á, thì mình sẽ đặt cái buồng tim khác. Thôi cố gắng lên con. Con cơm sao nè. Bé này nó vô bao nhiêu liệu trình thuốc rồi? Em có biết không? Hai nữa. Em cũng nói không biết. Nó là lấy hôm trước là nó mà không có chịu đi đâu. Nước con để sẵn này. Từ hôm rày là em gái với lại mẹ có xuống để mà thăm không? Không có. Từ bữa giờ tới giờ là một mình em chăm hả? Dạ. Ừ. Rồi ăn uống làm sao? Uống em ăn được. Hay là ăn uống á, là em đồ ăn thức uống rồi hai chị em là ở đâu có? Em đi xin giấy sơ. Ừ. Rồi buổi chiều con đi xin ở chỗ cổng tại á. Buổi chiều thì em ăn một tiếu thôi. Không có ăn cơm. Ăn cơm được nhiều không? Hay là chỉ ăn cháo rồi uống sữa thôi? Không có uống sữa, không có ăn cháo, ăn cơm. Ừ. Dạ. Lúc nào vô sao cũng là đờ không chị Bình? Con đi xin cơm nhà mẹ, kêu là xin cơm sơ ăn ngon thôi. Thích ăn cơm. À, hồi nãy anh hỏi là cái này là chưa có đặt lại, chỉ là rút cái ống ra do nhiễm trùng thôi. Yeah. Và khi nào đặt lại? Chưa biết khi nào làm hết rồi anh mới đặt lại. Lâu lắm. Thôi sẵn tiện đây thì để anh nói, tại vì định là không biết là khi nào hai chị em đi về quê, nếu mà trong cái dịp cuối năm không có biết, nhưng mà bây giờ em cũng trả lời là cũng không biết như thế nào. Với lại sức khỏe của em gái bây giờ cũng chưa có được xuất viện hay là ở ngoại trú ha. Thì có gì thì anh sẽ gặp lại hai đứa sau. Yeah. Và cũng như là trước trước Tết ha. Yeah. Ừ. À, còn những cái khoản tiền đó còn tiền xài không? Còn. Giờ trong người giữ bao nhiêu? Tầm mười mấy triệu. Mười mấy triệu, không có xài gì luôn hả? Hồi nãy mình có hỏi là cái tiền tạm ứng 20 triệu hôm bữa đóng vô là nhiều. Là mới có xài có 11 triệu. Còn 9 triệu ở trong giấy tạm ứng. Dạ. Với lại anh còn giữ cho em là 80 triệu nha. Dạ. 80 triệu cho em gái đó. Dạ. Ừ. Thôi anh về nha. Có gì gặp lại sau. Dạ. Ừ. Thôi về nha. Cũng không có gì thay đổi sau một thời gian, mọi người vẫn đang theo dõi tình hình sức khỏe của cháu Hờ Ni thôi. Chị Bình khi nào về? Chút xíu nữa cho cô Phụng xem bé này sao rồi chạy xuống xem lòng cho nữa. Em về trước nha, em vô từ chiều tới giờ rồi. Cảm ơn nhiều nha. Đâu xây cái lưng lại. Nay in áo rồi. Đó, ngôi nhà đúng mi đó nha. Rồi. Thôi em về nha, em về trước nha. Đi lâu quá rồi. Ừ. Mình xin phép mấy chị đó mình về trước. Mấy chị mới vô chăm cho các cô mà ở nhà Rumi mà bị đau á.
Có một vài cô bị đau ở nhà Rumi, hiện tại sức khỏe cũng không tốt. Gồm có cả cháu Long nữa. Trường hợp của cháu Long thì mình sẽ sắp xếp rồi mình sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị ở những cái video sau. Không ổn rồi mọi người, cháu Long thực sự là không ổn rồi, đã chuyển xuống khu chăm sóc giảm nhẹ rồi. Hôm nay cháu Long có nhắn tin cho mình, có nói là gửi cái số điện thoại qua để ba của cháu Long gọi điện cho mình. Mình chưa có về đến nhà nên là cũng chưa có nói chuyện được, để coi ba cháu Long sẽ gọi điện cho mình như thế nào. Thôi thì bây giờ mình xin phép là mình về rồi, chào tạm biệt cô chú anh chị nha. Bây giờ khoảng là 18 giờ tối ở bệnh viện ung bú. Cảm ơn cô chú anh chị qua video này, có gì thiếu sót mong cô chú anh chị bỏ qua. Có những cái trường hợp mình cần phải làm theo cái cách riêng và cũng như là làm cách tốt nhất gửi đến cho cô chú anh chị. Nếu mà có gì sai sót mong cô chú anh chị bỏ qua nha. Mình xin phép là chào tạm biệt và hẹn gặp lại.